Kính chào quý khán giả. Trong đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ mưa có xu hướng giảm dần xuống diện vài nơi. Mưa dông chủ yếu chỉ còn xảy ra rải rác ở khu vực đồng bằng và ven biển phía Đông Bắc Bộ. Do trời giảm mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày mai tại các tỉnh miền Bắc có xu hướng tăng lên mức từ 31 cho đến 34 độ, có nơi sẽ cao hơn. Dịch xuống với các tỉnh miền Trung, thời tiết chủ đạo là có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ tối nay còn có mưa rào và dông rải rác, có nơi có dông. Ngày mai trời tiếp tục nắng ráo trên cả khu vực miền Trung, nên nhiệt độ cao nhất tại đây cũng sẽ duy trì ở ngưỡng từ 32 cho đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, còn có mưa rào và dông rải rác tập trung trong đêm nay. Ngày mai thì trời sẽ có nắng từ sớm với nhiệt độ trưa chiều mai tại khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, trời phổ biến đêm nay ít mưa, ngày có nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận sẽ duy trì ở ngưỡng từ 31 cho đến 34 độ. Trên biển, cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông một vài nơi, ngày có nắng đan xen nên tầm nhìn xa ở mức trên 10 km, gió thổi nhẹ, biển êm, rất thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.